Rồi, xin chào quý thầy cô cũng như xin chào các em. Thì hôm nay mình tiếp tục về các cái hình trong series graph tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các em về cái hình này. Thì mới nhìn vào cái hình này cũng rất là đẹp. Thì đối với cái hình này á, chúng ta thấy rằng đây là cho rằng đây là một cái đường tròn này. Ý tưởng của mình để vẽ cái này thì chúng ta vẽ một cái đường tròn như thế này. Sau đó chúng ta cứ lặp lại vẽ như lặp lại 7 lần ha, trong này có 7 cái đường tròn thì lặp lại 7 lần. Thì ý tưởng của mình bây giờ mình sẽ vẽ một cái đường tròn này ở đây. Mình sẽ ngắt đi, mình ngắt đi. Sau đó mình vẽ cái đồ này mà nó không có được in cái màu lên. Thì tương tự như vậy thì chúng ta làm liên tục như vậy. Đó là cái cách vẽ của cái hình này. Thì đối với cái hình này chúng ta làm như sau này. Thì đầu tiên chúng ta vẽ ra một cái đường tròn. Thì cái đường tròn của chúng ta là 360 độ ha. Nó một cái vòng vòng tròn là 360 độ. Thì cái công thức về đường tròn thì nó như sau ha, là hai nhân cho 3.14. Cái đây là bán kính, mình cho khoảng bán kính là 50, ví dụ như vậy ha, chia ra 360. Thì bây giờ mình sẽ cái góc quay là quay là một ha, đây là 360. Đó, như vậy là chúng ta vẽ ra được một cái đường tròn này. Như vậy thì cái lúc này chúng ta vẽ theo hướng là không độ ha, theo hướng hướng không là hướng như thế này đó. Thì bây giờ chúng ta quay ra tới tới đây này. Tới đây là chúng ta dừng này. Ví dụ như chúng ta quay tới đây thì chúng ta dừng. Chúng ta dừng. Sau đó chúng ta dỡ cái bút lên. Thì ý tưởng của mình thì ví dụ như bây giờ là chúng ta quay là 230. 230. Rồi. 230. Như vậy cái một cái vòng tròn của cái đường tròn mình là 360. Như vậy lúc này mình còn 130 nữa đúng không? 230 thì còn 130 nữa là 360. Như vậy mình nhân bằng cái này là mình nhân bằng cái này là 130. 130. Thì lúc này nó quẹt tới 230 thì mình dỡ cái bút lên. Mình dỡ cái bút lên, mình không cái cho nó quẹt rồi. Lúc này mình sẽ dỡ cái bút lên này, không có cho nó quay đúng một vòng nhưng mà tới 230 thì mình dỡ lên thì chúng ta xem ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho nó lặp lại đúng bằng cái số lần là này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, người ta lặp lại 7 lần. Đã lặp lại 7 lần thì chúng ta sẽ lặp lại cái này 7 lần. Thì chúng ta quay vào cái góc quay là 360 chia cho 7. 360 chia cho 7. Rồi thì lúc này mình sẽ đặt cái bút tiếp theo ha. Mình sẽ đặt cái bút hết cái này thì mình sẽ đặt cái bút xuống
À, vậy lại ha. Chỗ đây là 130 mà 79 này ha, 130. Rồi chúng ta chạy lại. Rồi chúng ta chọn cái thước này lớn một tí xíu, 180. Chọn cái notebook lớn một tí xíu. Rất là đơn giản. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo. Rồi, mở bình thường ơi.